Xin chào anh em. Hôm nay chúng ta sẽ cùng thử cái mỏ hàn này nhá. Cái mỏ hàn cầm tay siêu nhỏ gọn luôn. Nó có dùng pin sạc. Các bạn có thể cầm ở tay này, hàn không cần phải dây dựa nhùng nhằng gì cả. Cái này mình mua trên Banggood nhá. Anh em mua có để truy cập liên kết trong mô tả video. Đây. Đây ở trên banggood.com này, giá chỉ có 11,11 đô. Nó đang giảm giá anh em ạ. Chỉ là khoảng tầm độ 250 thôi. Rồi, mình sẽ mở ra đây, test luôn anh em nhá. Cái này sẽ làm video test nhanh thôi, cực kỳ nhanh gọn. Đây sản phẩm nó bao gồm một cái tay hàn này, trong này là nó có thiết hợp pin chỗ cái đầu này, các bạn có thể chỉnh cái nhiệt mong muốn nhá. Anh em thường thường là để chỗ này là 3,3 này, có thể vặn lên 4, 5, 7, 8 này, 4,3, max là được 4,8V. Mình sẽ để 4,8V cho nó nhanh nhất anh em nhé. Đó, chỉ cần bấm một cái là xong. Để hoạt động của nó, các bạn chỉ cần nháy vào đây 5 lần, nó sẽ hoạt động. Nó sẽ bật nguồn lên, chúng ta muốn hàn chỉ cần giữ vào đây. Đây, cái đầu hàn của nó này. Nó tặng thêm cho các bạn một cái cuộn thiết hàn mini thiếc nha. Cái này chúng ta có thể lôi cái đầu ra đây, sau đó để dùng dần. Một tí mình sẽ xem là sao. Đây là một cái sạc gần giống như kiểu cái Vpow luôn anh em ạ, giống cực kỳ. Đó, các bạn có thể cắm vào tất cả các cổng USB hoặc là sạc dự phòng nhá. Nó tặng thêm cho bạn một cái hộp nhựa thông nhỏ nhỏ. Rồi, mình sẽ lắp vào thử nhá. Đây, hàn phê phết anh em ạ. Mình vừa test thử đấy. Đó, khi các bạn không dùng nữa nhá, các bạn có thể tháo cái này ra. Đó, cắm cái này vào, sau đó sạc thôi. Rất đơn giản. Các bạn có thể sạc bằng sạc dự phòng. Đấy, cục sạc điện thoại bất kỳ nhá. Hoặc là những cổng USB của PC này, laptop. Rồi, như vậy hôm nay chúng ta đã nghịch thành công cái mỏ hàn siêu nhỏ gọn và siêu rẻ này. Các bạn đi đâu có thể cầm theo nha, dân chế cháo thì đúng bài luôn. Chỉ cần tháo này ra, đút vô túi là xong. Các bạn muốn mua có thể truy cập liên kết mình để trong mô tả video nha, liên bangood.com. Rồi, hẹn gặp lại anh em video sau.